chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn bộ dụng cụ số 4, bộ dụng cụ diện chẩn đa năng. Thì cái bộ số 3 thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Thì bộ số 4 bây giờ mình sẽ thêm một cái cây sao chổi như thế này, và một cây lăn đồng láng lớn như thế này, và một con bọ lớn. Thế thì thêm ba cái dụng cụ này nó có ý nghĩa gì? Thêm cây sao chổi này các bạn ạ, theo mình thì nó là một cái cây dụng cụ rất là quan trọng và rất là cần thiết mà ai cũng cần. Tại vì cây sao chổi này nó sẽ làm tăng cường sức đề kháng khi mình đánh 6 vùng hàng ngày các bạn ạ. Thì có cái video về đánh 6 vùng, các bạn lên mạng tìm kiếm nhé. Mình sẽ gạch trên mặt, gạch trên cái 6 vùng đấy để tăng cường sức đề kháng. Các bạn có thể làm hàng ngày cây sao chổi này. Thứ hai là cây lan đồng láng lớn như thế này. Thì các bạn dùng để làm gì ạ? Các bạn dùng để hạ sốt, hạ huyết áp cao khi các bạn lăn khắp trên mặt đó. Rồi những người bị tiểu đường ấy, người ta bỏ cái lăn đồng láng lớn này ở trong tủ lạnh, sau đó người ta áp vào cái vùng môi trên ấy, mỗi ngày độ khoảng 3 lần như thế, mỗi lần áp từ 3 đến 5 lần, lạnh quá không chịu được nữa thì bỏ ra, thì các bạn áp trên vùng môi trên. Và trước mình có những cái cô học viên là cô ấy mua hàng một lúc mấy chục cái như này để gửi lên Hải Phòng để cho cô ấy chữa cho những người tiểu đường. Tại vì cô chữa cho họ thành công quá, thế là từ đấy về sau người ta chỉ mua mỗi lan đồng này. Rồi tiếp theo là con bọ lớn này để làm gì các bạn? Bọ lớn này để mình trải trên các vùng chân, vùng tay, nơi mà bị tắc tĩnh mạch chi hoặc giãn tĩnh mạch. Thì các bạn nhớ trải là chúng ta sẽ hướng một chiều về tim, trải như thế này, trải khắp cái vùng tay đó. Hoặc các bạn sẽ trà trên vùng cổ vai gáy để chữa mỏi cổ vai gáy, hoặc trà trên vùng đầu nếu đau đầu, trà trên lưng, trà lên bụng. Tóm lại là các bạn đau đâu thì các bạn sẽ dùng cái chải này, các bạn sẽ chải đấy, nó sẽ phối hợp với những cái cây lăn, cây gõ này để nâng cao cái kết quả điều trị, và nó sẽ có tác dụng là giảm đau rất là tốt. Ngoài ra khi các bạn trà trên cái vùng bụng ấy, đấy, trà trên bụng tay, bụng chân, hoặc trà tại cái chỗ vùng bụng thì nó cũng có tác dụng giảm béo. Như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn về cái bộ dụng cụ hay dùng trong gia đình, sau đó kết hợp với cả cây sao chổi, lan đồng lan lớn và con bọ to thì nó tạo thành cái bộ dụng cụ diện chẩn đa năng. Với cái bộ dụng cụ này thì cũng tương đối là các bạn cũng hay sử dụng rồi, và các bạn mình thấy rằng mọi người hay dùng nhất là 16 cái dụng cụ này, nó tương đối là đáp ứng đủ với những cái nhu cầu cá nhân trong gia đình rồi đó. Rồi chúc các bạn thành công và hiệu quả nhé.